Con mới là thượng giới. Dạ con xin kệ ạ. Namun dakesan, namun dakasa mano, apa to alikang fanang, icha lofa sama panno, sama no king pakwe sati. Namun dake nasa mano, apa to alikang fanang, icha lofa sama panno. Samano King Pháp Vị Sati. Nam Pa Apa To Ali Căng Phà Năng Icha Lô Pha Sama Panno Samano King Pháp Vị Sati. Dạ con xin hết ạ. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú Nam Thai, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Nhân Pháp. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 264. Nam mô Đa Kệ Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căn Pha Năng Ích Cha Lô Pha Sa Ma Pa Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Vi Sa Ti. Nam mô Đa Kệ Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căn Pha Năng Ích Cha Lô Pha Sa Ma Pa Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Vi Sa Ti. Nam mô Đa Kệ Ba Tô A Li Căn Pha Năng Ích Cha Lô Pha Sa Ma Nô Kinh Pha Đậu Trọc Không Sao Mỗi Láo Ai Còn Đã Dục Tham Sao Được Gọi Sa Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nam mô Đa Kệ Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căn Pha Năng Ích Cha Lô Pha Sa Ma Pa Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Vi Sa Ti. Cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng Sa Mô gỡ bao nhơ bợn tâm hồn tỷ kheo trí hạnh chánh chơn mới là. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Sương Mai. Dạ, kính cảm ơn chị Rạng Đồng. Dạ, con Sương Mai. Nam mô Buddha dạ, Nam mô Thamma dạ, Nam mô Sangha dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý thiền hữu. Xin đọc pháp cú 264. Nam mô Đa Kệ Na Sa Ma Nô Áp Pha Tô A Li Căn Pha Năng Ít Cha Lô Pha Sa Pa Nô Sa Ma Pa Nô Sa Ma Nô Kiên Pha Vi Sa Ti. Nam mô Đa Kệ Na Sa Ma Nô Áp Pha Tô A Li Căn Pha Năng Ý cha phá sa pan sao sa ma pan no sam kiên phá huyết sát tị na môn đa kê na a pha to a li căng phá năng ý cha lô ca ý cha lô phá sa ma pan no ma no kiên phá huyết sát tị na môn đa kê na sa ma no a pha to li căn pha năng e cha lô pha sa ma pa no ma no kim pha vi sa ti. Đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Bản phổ thơ Hòa Thượng Minh Châu. Cái đầu trọc lóc phải chăng dấu trá vô hạnh gọi rằng sa môn. Gỡ bao nhơ bận tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là. Bản chỗ thơ Hòa Thượng Giới Đức.
Dạ, Sương Mai đã đọc xong, kính mời cô Quang Thanh ạ. Dạ, sa thú sa thú cô Sương Mai. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức và quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn cô Dạng Đông, xin pháp nguồn Lào Cai và Nhung Phạm cho nghe biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con cảm ơn chú Phát Thà Ná đã phát bài. Con xin đọc bài câu pháp cú 264. Nam Mùn Đa Kề Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sam Ma Ba Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Nam Mùn Đa Kề Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sam Ma Ba Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Đầu chọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Đấy, bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin cả. Na Mun Đa Kê Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô Ca Lì Căng Phá Năng Ích Chà Lô Pha Sa Ma Ba Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Na Mun Đa Ma Nô Áp Ba Tô Ca Lì Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sa Ma Ba Nô Ma Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Cái đầu chọc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bợ tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh tránh trơn mới là. Đấy là bản dịch Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con kính mời xích pháp nguồn Lào Cai ạ. Dạ, cảm ơn xích con Thành. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Cảm ơn Sĩ Quang Thanh, cô Hạnh Kiệm, cô Dạng Đồng, cô Trần Đạo cho biết tín hiệu âm thanh tốt. Cảm ơn Nhân Phạm. Con cảm ơn chú Vát Thân Á cho bài. Dạ, con xin phép được đọc bài câu pháp cú 264 ạ. Nam Mùn Đa Kê Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sa Ma Ba Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Nam Mùn Đa Kê Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Li Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sa Ma Ba Nô Samano kinh pha huyết sa ti. Đầu chọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bợn tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh tránh trơn mới là. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin phép được kệ. Na Mun Đa Kê Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Áp Ba Tô A Lì Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sa Ma Ba Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Na Mun Đa Kê Na Sa Ma Nô Áp Ba Tô A Lì Căng Pha Năng Ích Chà Lô Pha Sa Ma Ba Nô Sa Ma Nô Kinh Pha Huyết Sa Ti. Đồ chọc
ta có cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi tâm hồn tỷ kheo chỉ hạnh chứng chân mới là bản dịch của hòa thượng giới đức. Dạ con đã bài. Dạ con xin mời bàn tay của cô Trần Đạo ạ. Cảm ơn Pháp Thầy ạ. Dạ con xin Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tỷ Duyên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn hạnh kiểm và quan thanh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đàn. Con xin kệ câu kinh Pháp Cú số 264 ạ. Nam đa kê na sa ma ma no ấp ba tô a li căng ma năng Icha lopa sama banno sama no king ba vip sa ti namunda ke na sama no apato ali kang banang Icha lopa sama banno sama no king ba vip sa ti đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nà môn đa kê nà sa ma no ấp ba tô a li căng ba năng I cha ba sa ma ba I cha lô ba sa ma ban no sa ma no kinh ba vip sa ti. Cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn gỡ bao nhơ bợn tâm hồn tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ cảm ơn Vinh Vatsana đã bót bài ạ. Dạ xin gửi mít lại cho chị Cẩm Vân. Dạ, sa thú làm thay, kính cảm ơn xích trần đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung, con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 264. Na mum đa kê na sa ma no áp ba tô a li căng pa năng ít cha lô pa sa ma pan no sa ma no kim pa vip sa ti đa kê na sa ma no áp ba alo bánh kim ba vít sa tí mum đa kê na sa ma no áp ba tô a li căng ba năng ba sa ma ba no sa ma kim vít sa tí đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu.
cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng Sa môn, gỡ bao nhơ bợn tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm dân đã ôm bài xong, mến mời bàn tay của Christina nha. Thầy con kính cảm ơn cô. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Giá. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú 264. Nam mô Đắc Khe Na Sa Ma No Appato Alikang Phát Năng Icha Lo Pha Sa Ma Pan No Sa Ma No Kin Pha Wis Sa Ti. Nam mô Đắc Khe Na Sa Ma No Appato Alikang Phát Năng Icha Lo Pha So Ma Pan No Sa Ma No Pha Wis Sa Ti. Đọc Sa Môn. Nếu phỏng túng, nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu? Nam mô Đa Kê Na Sa Ma No Am Pa To A Li Căng Pha Năng Im Cha Lo Pha Sa Ma Pa No Sa Ma No Khin Pha Win Sa Ti. Nam mô Đa Kê Na Sa Ma No Am Pa Po To A Li Căng Pha Năng In Cha Lo Pha Sa Ma Pa No Sa Ma No Khin Pha Win Sa Ti. Cái đầu chọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, ngỡ bao nhơ bận tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng ạ. Dạ, sa thú Sittina. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con cảm ơn đạo tràng đã cho viết tín hiệu. Cảm ơn chú Quát Thanh Á đã cho bài. Con xin ôn bài câu pháp cú 264. Affato Affato Ali Càng Phát Đà Samano Kinh Phát Quýt Sát Tí. Đầu không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Bản dịch cổ Thích Minh Châu ạ. Cái đầu chọc lóc phải sa môn, cứ bao nhơ bận tâm hồn, tỉ kheo trí hạnh chánh trơn mới là. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con xin kệ câu 264. Namundake nasamano afato ali kang phanang Ichalofa Samapano Samanokin Fawinsati. Dạ con đã ôn bài xong ạ. Con xin mời cô Hạnh Kiểm ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, con kính đảnh lễ ơn Đức Pháp, và con kính đảnh lễ ơn Đức Tăng. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 164. Nam mô Đắc Kê Na Sa Ma No Áp Ba Tô A Li Càng Pha Năng Ít Chà Lô Pha Sa Ma No Sa Ma No Kinh Pha Quýt Sa Ti. Nam mô Đa Kê Na Sa Ma No Áp Ba Tô A Li Càng Phát Năng Ít Chà Lô Phá Sa Ma Bàn No Sa Ma No Kinh Phá Quýt Sa Ti. Dạ con xin kể. Nam mô Đa Kê Na Sa Ma No Áp Ba Tô A Li Càng Phát Năng
Ignalo pha sa ma ba no sa ma no kinh pha vi sa ti. Đầu chọc không sa môn, nếu phóng túng nó láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cái đầu chọc lóc phải chăng, dối trá vô hạnh gọi thằng sa môn, gỡ bao nhơ bợn tâm hồn, tỉ theo chí hạnh chánh chơn mới là. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con có đọc bài xong. Dạ con xin chấm mít lời cho đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Quynh Quá Thánh Á đã cho bài đọc. Alo alo 1 2 3 4. Dạ Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tịnh Đạt đại đức, kính lễ với cô tu nữ cô Như Pháp và thân chào quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ tự nhiên xin kinh pháp cú 64. Sao cô cứ cầm mic, cô cứ cầm mic là vui nhỉ? Dạ, giờ tự nhiên xin kinh na mua na sa qua thì căn pha năng cha lô pha tham ban nô ma kinh vào quyết sa ti nam môn đắc kề na samano abato alikang pha năng icha lo pha sama pano samano kinh pha quyết sa tí. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi môn. Phổ Thơ Minh Châu. Cầu trọc lóc phải chăng, dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bợn tâm hồn, tỷ kheo trí chánh chớ là. Phổ Thơ. Dạ tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ giờ mời Như Pháp. Dạ tự nhiên thấy cứ còn hoài. Dạ thay hình chuyện còn đâu mà do cái manh thoát nó tặng ngôi sao cho cô hình chuyển, nên thay cô hình chuyển đứng lên thôi, không có phải cô hình chuyển còn đưa tay đâu. Dạ dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ cảm ơn cô Sạn Đông, cảm ơn Chi Na và cảm ơn Dung Phạm, cảm ơn cô Lầu Cai cho Như Pháp biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Đại ngâm vào đạo tràng để quý bà với cô tu nữ Như Pháp kính cô tu nữ Trị Duyên đạo tràng. Dạ sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Trị Đức hoan hỷ tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 264. Như Pháp kính cảm ơn tất cả quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài, rất là hoan hỷ ngày hôm nay có rất là nhiều vị ôn bài. Mặc dù Như Pháp không có ở trước máy, nên Như Pháp không có tặng được những cành hoa tươi đẹp đến quý vị, nhưng mà nhìn vào trong màn hình thì biết quý vị ôn bài rất là đông. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ để chúng ta học bài mới, nên Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đăng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư.
trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bồn bề nặng gánh lo toan. Ít khi tâm trì rảnh rang, não phiền kết buộc sẵn tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Pháp sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, vị nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vựng nguyên sự và ý nghĩa cao pháp của kinh số 265. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ sư có sẵn sàng chưa bà sư? Dạ con trở lại máy. Con thấy quý vị trả bài đông và con cũng thấy đúng giờ đồng, nên con không có sẵn sàng chưa. Có nhiều khi sư vào đúng mà sư còn bận việc chưa có ở trước máy. Con xin sư à. Dạ dạ sao thú nhỉ. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính nhận bất đến sư. Dạ sa thú Nam mô Bụt Hà Giá. Dạ con kính lễ chư tăng thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Tuệ Đức cùng mến chào toàn thể các quý vị đang có mặt ở diễn đàn pháp cú kinh. Dạ quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ hôm nay thấy diễn đàn của chúng ta rất là đông đảo, có chư tăng, có quý vị tham gia rất là đông đảo, rất là mừng. Hôm nay thì diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với bộ kinh Pháp Cú câu 265. Dạ 265 phẩm pháp trụ tham mát thất quát giá 265. Dạ bây giờ con xin thỉnh chư tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ Phật để bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang massami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami sathu. Dạ Nam mô Bụt Hà Giá. Một lần nữa chúng con xin lạy chư tăng và mến chào toàn thể quý vị. Bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay, tịnh đàn xin được thông báo một cái Phật sự của gia đình hai vị thí chủ cô Thanh Loan và cô Rạng Đông đã quan hỷ dâng cúng đến trường giảng sư
Dạ thưa đạo tràng, chúng con hết nghe, con kính thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Dạ, mến chào thịnh thủy. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh như pháp không? Alo, đạo tràng có nghe được âm thanh như pháp không? Dạ, dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, bà sư, chúng con không còn nghe được âm thanh của sư. Dạ, trong đạo tràng chúng con còn cũng có trục trặc một chút đó là cô là huynh Quách Thanh Á rất mít mà bây giờ online không được, cũng không vào đạo tràng được. Dạ, đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát nha. Dạ, đại đức Tịnh Đạt đã xuất nít rồi. Dạ, trong khi chờ đợi sư ba như pháp, kính chào cổ Thiên Lạc, mến chào xuất khá anh Đức Khá, kính chào Ngô Sát, kính chào người Phương Nam Phan Văn Liên, mến chào Kim. Dạ, con thấy sư tràng các quý vị có nghe là âm thanh chưa? Dạ, dạ sa thủ sa ma tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt tốt ạ. Dạ, lúc nãy Đình đã có thông báo đến tất cả quý vị xin được tùy hỷ với công đức của cô Thanh Loan và cô Rạng Đông và cúng dường tịnh tài đến các vị giảng sư ở diễn đàn Pháp Cú Kinh, và cũng như là cái tịnh tài để mà hùng phước lót cái con đường ở trong chùa Tứ Phương Tăng, vì ở nơi đây thì đường tráng bê tông, tới mùa mưa thì rông rất là trơn. Bây giờ chùa đang để mà lót cái gạch vỉa hè để mà chống trơn trượt. Yeah. Hai cô cũng rất là hoan hỷ để mà hùng phước trong cái Phật sự đó. Dạ, xin một lần nữa xin được tán thán công đức và cầu nguyện tất cả những thay mặt chư giảng sư cũng như là các vị Tam Bảo Chùa Thứ Phương Tăng xin gia hộ, Tam Bảo gia hộ đến hai vị cũng chư Phật tử luôn được sự an vui tấn hóa và đạt thành sở nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quay lại với sinh hoạt ngày hôm nay, diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ tiếp tục với câu kệ ngôn Pháp Cú 165. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 265. Mà thầm nhà cảm ơn cô Nhật Quỳnh nên đưa bài. Câu số 265 phẩm pháp trụ. Yo cha sa me ti pa pa ni a nun thu la ni sa pa so sa mi ta ta hi pa pa năng samano ti pa vu cha ti yo cha sa me ti pa pa ni a nun thu la ni sa pa so sami tata hi papanam samano ti pavucati. Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ, vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Bản Việt ngữ văn xuôi của ngài In Đá Chanh Đá Chánh Thân. Còn người nào đã hoàn toàn lắng dịu các điều ác lớn nhỏ, chính do trạng thái đã được lắng dịu đối với các điều ác mà người ấy được gọi là sa môn. Bản Việt ngữ của ngài Hòa thượng Giới Đức.
cái đầu trọc lóc phải chăng, dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bận tâm hồn, tỷ kheo trí hạnh chánh chân mới là. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá. Và câu kệ ngôn pháp cú số 265 này cùng với câu 264 có cùng duyên sự. Trước khi chúng ta đi vào duyên sự cũng như là ý nghĩa của cái câu kệ ngôn pháp cú số 265, chúng ta sơ lược về ngữ vựng của câu pháp cú này. Câu pháp cú số 265. Yo cha sameti papani anthulani sabbaso samittatta hi papanang sammano. Câu đầu tiên. Yo cha sameti papani, yo là người nào? Chá là và. Sa mê tí là làm lắng dịu. Làm lắng dịu. Làm lắng dịu. Pa pa ní là điều ác. Pa pa ni là điều ác, pa pa đó, điều ác. Anun là nhỏ, thu lá hay là thu la ni, anu nhỏ, thu lá là lớn. Hai cái từ Pali này tình đạt rất là ấn tượng, bởi vì ngoài cái nghĩa mà chúng ta học đó, cái âm thanh để phát ra chúng ta cũng mường tượng được là cái nghĩa của nó là nhỏ với lớn. Anu, anun, cái miệng khi mà chúng ta phát âm là bị chúng lại, anun, nun, và vậy ém cái hơi lại thì chúng ta mường tượng nó là cái gì đó nó bị nhỏ bé lại. Còn cái từ thu lá, chữ thu lá, hình thù, thu lá, thu lá, chúng ta đọc mà cảm giác cái gì đó nó to ra. Thì bản thân, bản chất cái âm thanh nó làm cho chúng ta gợi nhớ đến cái ý nghĩa anun, thu lá, nhỏ, lớn. Yo cha sa me ti pa pa ni anun thu la ni sabbaso. Sabbaso là tất cả. Chúng ta qua câu thứ hai luôn rồi hả? Anun thu la ni sabbaso, nhỏ, lớn, tất cả, sabbaso. Câu thứ ba. Samitatta hi papanang, samitatta hi papanang. Samitatta là trạng thái đã được lắng dịu. Chúng ta có cái từ sammeti ở trên ha, là lắng dịu, thì nó thay đổi và nó thành cái từ samitatta, nên là cái trạng thái lắng dịu, cái trạng thái được lắng dịu. Hí là chính do, chính là. Pa pa năng là cái điều ác, cái điều ác. Pa
Ở đây thì chúng ta chỉ lấy đại khái cái ý nghĩa của cái từ, của cái danh từ hoặc là cái động từ, chứ chúng ta không đi chia sâu vào trong cái ngữ pháp. Thì vì Pali mà chúng ta đi vào sâu vào trong ngữ pháp thì chúng ta cần phải có căn bản. Bà nàng câu cuối cùng là Samano tí pa vô chà tí. Samano tí pa vô chà tí. Samano là Samon, chữ Samon. Âm ra từ chữ Samana, Samano. Tí hay là ý tí. Rằng là... Phải không? Đóng một phát lại luôn. Dạ, xin lỗi quý vị. Samano tí pa vô chà tí. Samano là Samon, tí là ý tí, rằng là pa vô chà tí, gọi. Dạ, dạ, sa thú. Và đó là cái sơ lược ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 265 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Và một lần nữa, kệ ngôn pháp cú số 265 có nội dung như sau. Yo cha sa me ti pa pa ni a nun thu la ni sa pa so Sametta samitatta hi bhavanang samano ti bhavacati. Ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Dạ, sa thú, sa thú. Và câu kệ ngôn pháp cú số 265 này cũng như là câu 264 có cùng cái nội dung duyên sự liên quan đến một cái vị tỳ khưu tên là Hataka. Tên là Hataka. Ở trong chú giải kinh pháp cú á thì nói nhóm hai câu kệ ngôn này rất là vắn tắt, xúc tích về cái duyên sự. Như là khi mà Đức Phật Ngài an ngự tại Chetavana thì có một cái câu chuyện xảy ra liên quan đến một cái vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật tên là Hataka. Cái vị tỳ khưu Hataka tuy là một cái sa môn xuất gia theo giáo, nhưng cái vị này lại có một cái tính tình háo thắng, thích tranh luận, và đặc biệt đó là những cái người ở đâu khác như là đạo về những cái vấn đề khác nhau như là nghiệp báo vân vân. Tính tình thì thích tranh luận, thích bàn bạc, thích hơn thua. Nhưng bản thân của cái vị Hataka này lại không có một cái học thuật uyên thâm, cũng không có được cái sự chứng đắc các tận thiền và các đạo quả. Chính vì cái nguyên nhân này dẫn đến có khi tỳ khưu Hataka gặp những cái vị mà sơ cơ yếu tay nghề thì giành được những cái chiến thắng, có thể biện luận để mà đánh bại, bắt bẻ, làm cho người khác bí lối. Nhưng mà rất là thường khi cái vị tỳ khưu Hataka này thất bại, bởi vì không có đủ cái kiến thức cũng như là cái sự chứng đạt để mà giải thích một cách rõ ràng, thông suốt.
cái điều đáng nói ở đây không phải là cái chuyện mà thành công thắng hay là thua, mà là cái tình rất là lạ kỳ của cái tỳ khưu Thát Tất Cá. Đó là khi thắng á thì rất là vui vẻ, tự cao, tự hào. Nhưng mà khi thua, khi mà đuối lý á, thì không chấp nhận mình thua, dùng cách này cách nọ để mà né tránh, để mà né tránh. Thì ở trong chú giải kinh Pháp Cú chỉ đề cập đến đó là tỳ khưu Hát Thất Cá dùng cái mưu mẹo của mình để mà né tránh, không có muốn bị thua, bằng cách đó là hẹn một cái cuộc hẹn khác, một cái địa điểm khác để mà tranh đấu, để mà bị tranh luận tiếp. Thì gần tới cái ngày hẹn, cái điểm hẹn đó, thì Khu Hóa Tất Cá sẽ đi đến rất là sớm. Để làm chi? Để trong cái thời gian mà chờ đợi cái đối phương đến điểm hẹn để mà tranh luận đó, thì tuyên bố rằng do là mình đến, đối phương không đến, cho nên cái cuộc tranh biện này vô hình chung là tỳ khưu Hát Tất Cá là người chiến thắng. Bởi vì hẹn thời gian địa điểm để mà tranh biện, một người đến một người không đến, thì coi như người không đến được hiểu là bỏ cuộc, vì sợ, vì thế này vì thế nọ. Đó là do tỳ khưu Hát Tất Cá tự biên tự diễn. Thì hết lần này tới lần nọ đều áp dụng cái chiêu thức này, thắng thì thôi, mà thua thì tìm cách để mà né, để mà không có chịu chấp nhận. Thì cái sự việc này đã trình lên Đức Phật, bởi vì dân chúng họ phàn nàn. Ở trong chú giải kinh Pháp Cú thì chúng ta chỉ đọc được cái duyên sự rất là cô động tóm tắt. Nhưng thưa quý vị, rằng đây cái duyên sự liên quan đến tỳ khưu Hát Tất Cá được trình bày rất là rõ ràng, cụ thể, chi tiết, từ cái gọi là địa điểm, nhân vật cũng như là lời thoại ở trong tăng luật, trong tăng luật liên quan đến bộ ba chít ti giá. Ba chít ti giá phẩm thứ nhất là về nói dối. Thì Tịnh Đà cũng xin được trích dẫn ở trong cái phần luật để cho chúng ta có thêm một vài cái thông tin. Chúng ta học trong cái phần chú giải kinh Pháp Cú rồi. Rồi thì may mắn thì cái phần này được trích dẫn ở nhiều nguồn khác nhau, thì chúng ta sẽ có được nhiều cái thông tin khác nhau, và do vậy là chúng ta sẽ có được cái niềm tin là cái câu chuyện này là câu chuyện được có các ngài được ghi nhận và có những cái lời dẫn rõ ràng. Thì trong phần tạng luật cũng ghi nhận đó là lúc mà Đức Phật ngài đang ở thành Bất Thi Chetavana, thì có một cái người con trai của dòng Sắc Giá tên là Hát Tất Cá. Ở đây nói luôn là Hát Tất Cá là dòng dõi của Sắc Giá, có cái tính rất là nói năng tráo trở, đó là cái tính tình. Trong khi nói chuyện với những người ngoại đạo, vị ấy phủ nhận rồi thừa nhận, thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Những người ngoại đạo phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao Hát Tất Cá, con trai dòng Sắc Giá, trong khi nói chuyện với chúng tôi lại phủ nhận rồi thừa nhận rồi phủ nhận, tránh né điều này bằng điều khác, cố tình nói dối, sau khi hẹn ước lại không giữ lời. Đó là một cái phần mở đầu cho cái câu chuyện về Hát Tất Cá.
Thì chính vì cái sự phàn nàn của người dân, phàn nàn của những người ngoại đạo, nên Đức Phật Ngài phải xử lý. Thì Đức Phật Ngài, các vị tỳ khưu khác trước khi mà dẫn lên Đức Phật đó, các vị tỳ khưu khác mới ý kiến nói là Hát Thát Cá. Thì lúc đó Hát Thát Cá, cái tỳ khưu Hát Thát Cá này mới có một cái lời đáp trả biện minh cho cái tật, cái tính của mình như thế này: này các đại đức, những người ngoại đạo ấy cần bị đánh bại bằng bất cứ cách nào, sự chiến thắng là không bao giờ dành cho bọn họ. Đó là cái cách, cái câu nói của đại đức Hát Thát Cá giữ quan điểm của mình, không có từ thủ đoạn để mà giành chiến thắng đối với ngoại đạo. Rồi thì lúc đó Đức Phật Ngài, khi mà trình lên Đức Phật Ngài, Đức Phật Ngài mới rầy như thế này nè: này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm, nè, vân 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 vân. Này kẻ rồ dại, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin, những kẻ chưa có niềm tin, vân vân. Thì sau khi đó Đức Phật Ngài mới chê bai cấp dưỡng sau đó thì Đức Phật Ngài thuyết là một vài pháp, cũng như là ra cái quy định, ra cái quy định liên quan tới cái điều luật ở trong 227 của giới luật của vị tỳ khưu: cố tình nói dối thì phạm tội ba chết tỳ giá. Thì đó là một cái thông tin thêm cho tất cả quý vị chúng ta cần có cái nhu cầu, có cái nhu cầu để mà tìm hiểu về cái duyên sự đầy đủ liên đến cái vị tỳ khưu Hát Thát Cá. Đó là liên quan đến cái điều luật ở trong bộ ba chít tý giá, bộ đầu tiên, cái phẩm đầu tiên là phẩm nói dối. Thì ở đây một phần nữa là các vị sẽ thắc mắc khi mà học hay là đọc về giới luật các vị tỳ khưu, thì ngũ giới nằm chỗ nào. Thì có những cái giới mà các vị Phật tử cư sĩ thọ trì, giống như là cái sự nói dối, không nói dối, thì các vị tỳ khưu nó nằm ở trong cái bộ ba chít tý giá, không nói dối. Nó có nhiều 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 thứ chi tiết trong đó nữa, nhưng mà nếu như chúng ta không có đọc cái tạng luật đó, thưa quý vị, rằng chúng ta bị thiệt thòi. Ở đây Tịnh Đạt một lần nữa xin gợi ý, cũng như là khuyến khích cách đọc tạng luật, bởi vì trong tạng ngoài cái chi tiết về cái điều mà Đức Phật ngài cấm, không có cho phép đó, thì bên cạnh đó chúng ta sẽ đọc được những cái sự kiện mà chúng ta không có bắt gặp được ở trong tạng kinh hay là tạng vi diệu pháp. Giống như là Tịnh Đạt nói rằng những cái chi tiết sự kiện ở trong tạng luật á, nó mang tính chất là đời thường, không có trao chuốt. Cái đời thường đó là cái sinh hoạt có sao nói vậy ở trong tạng luật. Quý vị có thấy rằng ở trong tạng luật, ở trong tạng ví dụ thấy rằng các mà ăn, nói sinh hoạt về uống, nói về sinh hoạt về mặc y, mà đi đứng, thì cái chỗ khác là không có. Ở trong luật thì có đầy đủ, có những cái sự kiện về mang tính chất lịch sử, rất là nhiều cái dùng cái tạng luật.
giống như là chúng ta học ngày hôm nay, nếu mà không có cái tạng luật thì chúng ta chỉ đọc được cái chú giải kinh Pháp Cú rất là xúc tích, rất là ngắn gọn về cái vị tỳ khưu Hataka. À, quay lại với lại cái duyên sự ngày hôm nay đó, thì bản chất của vị tỳ khưu Hataka, nói trớ trêu, nói cách này cách khác để mà dùng miệng lưỡi chiến thắng người khác, chứ không phải dùng cái sự thật. Chúng ta lập rõ cái vấn đề đó là không dùng cái sự thật, không dùng cái kinh nghiệm thật về giáo pháp, không dùng cái kiến thức thật của mình để mà tranh luận, để mà làm rõ vấn đề, mà chỉ dùng một cách đó là mưu mẹo, nói khác đi, hay là dùng mưu mẹo để mà đánh lừa dành cho chiến thắng. Thì cái điều này là cái điều cho dù bề ngoài là tỳ khưu Hataka có cái thiện chí là muốn, Tịnh Đạt nghĩ rằng cái vị tỳ khưu Hataka này muốn tranh luận đặc biệt với lại những cái người ngoại đạo để mà xiển dương cái Phật pháp. Ngay cái thời điểm hiện tại chúng ta bây giờ cũng vậy thôi. Chúng ta có tấm lòng, chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta có tấm lòng, khi mà chúng ta gặp những cái tôn giáo bạn hay là những người mà người ta không có tin về tôn giáo đó, nhất là không tin về Phật giáo, không tin về nghiệp bảo nhân quả, không tin về thiện về ác, không tin về thiên đàng địa ngục đó, chúng ta có cái thiện chí để mà giúp họ hiểu, rồi chúng ta nói chuyện với họ. Gặp những cái trường hợp là những người người ta chịu lắng nghe thì chúng ta sẵn sàng để mà chia sẻ. Còn gặp những trường hợp mà người ta không chịu lắng nghe, mà người ta có cố tình để mà gài bẫy, để mà bắt bẻ mình, đôi khi mình hiểu đó, nhưng mà cái lý, và khi mà chúng ta đuối lý, bởi vì mình chánh đạo mà mình không chấp nhận, thì mình dùng cách để mà câu kéo, để mà như thế này như thế nọ, thì cho nên cái thiện chí của mình phải đặt đúng chỗ. Tịnh Đạt nghĩ rằng tỳ khưu hợp bản tánh, bản chất thích tranh luận, thích lý luận, nhưng một phần cũng có thiện chí là muốn Phật pháp phải trên hết, phải hơn với cái đạo khác. Cho nên rớt vào trong cái tình trạng đó là muốn xiển dương Phật pháp nhưng mà không có thực hành, không có tìm hiểu rõ cái ý nghĩa, cho nên rất là dễ rơi vào cái bí lối, cái đuối lý, không có đủ cái khả năng để mà thuyết phục. Ở trong cái trường hợp của câu kệ ngôn Pháp Cú này, Đức Phật ngày một lần nữa ngài nhấn mạnh cái tầm quan trọng của một cái vị xuất gia, một cái người sa môn, hay là một cái cách nói khác đó là một cái người được xứng gọi là đệ tử Phật, là người phải tự mình học hiểu, phải tự mình thấy, chứ không phải do cái hình thức, không phải do cái phù hiệu, không phải do cái bản tên, không phải do là chúng ta nhận cái bằng quy y, nó làm nên một con người thánh thiện, một con đệ tử Phật, mà phải bằng chính do cái công sức, chính do cái kinh nghiệm thật của mình. Chính do cái kinh nghiệm thật của mình. Mình học pháp ở đây, mình nghe pháp chỗ này, mình học kinh chỗ kia, nhưng khi mà về am thất, khi mà đến thiền đường, khi mà về phòng đêm tối, chúng ta ngồi một mình, chúng ta tĩnh tâm, chúng ta chiêm nghiệm về lời dạy của Đức Phật, chúng ta theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào, chúng ta suy nghiệm về cái bản chất thường, chúng ta suy nghiệm về cái bản chất khổ đau của cuộc đời, sự thật của cuộc đời. Khi mà chúng ta chiêm nghiệm và chúng ta cảm nhận được tất cả sắp bê sắp ta, sắp bê sang tha
thì tất cả đều vô thường, tất cả đều khổ não, tất cả đều vô ngã. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái nghiệm bản thân mình, xung quanh bản thân mình, đối tượng những người sống xung quanh mình. Thì khi mà chúng ta có những cái kinh nghiệm thật như vậy đó, chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh bằng cái cặp mắt, bằng cái suy nghĩ hướng về cái lẽ đạo, cái lẽ chánh, thì thật sự lúc đó là chúng ta là những người đệ tử Phật chân chánh. Chứ không phải là chúng ta chỉ mang cái hình thức. Nói như vậy không phải là chúng ta bác bỏ cái hình thức. Nếu như hình thức không còn thì thật chất ra là cái nội dung nó cũng không, nó cũng biến dạng theo luôn. Cái hình thức nó làm cho một khía cạnh giúp cho mình có cái sự ổn định, giúp mình có một cái sự rõ ràng, củng cố về cái nội tâm. Ví dụ mà bây giờ chúng ta bỏ cái hình thức không cạo đầu, không đắp y, thì chúng ta làm sao phân biệt cái người xuất gia? Và khi mà không còn phân biệt cái người xuất gia hay người tại gia thì chúng ta rất là thoải mái trong cái việc ăn uống, trong cái việc đi đứng, trong cái việc nói năng, trong cái lời nói, trong cái hành động, trong cái suy nghĩ, đều mất cái tư cách của người xuất gia. Chính cái hình thức nó làm cho chúng ta ràng buộc lại, củng cố lại cái tinh thần tu tập. Giống như là Phật tử chuẩn bị những thích đồ trắng, chúng ta không có trang điểm khi mà giống như là đi tiệc, đơn giản, thì chính những cái hình thức đó làm cho cái tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng hơn. Thì Đức Phật trong cái nhóm hai câu kệ ngôn này nói về cái nội dung là việc am hiểu, thực hành cũng như là kinh nghiệm về cái Phật Pháp, hơn là việc trở thành một người tu sĩ, trở thành một cái người Phật tử chỉ trên cái mãn nhát, chỉ trên cái hình thức bên ngoài. Có hình thức mà mất có nội dung thì nó mất cái giá trị. Có hình thức và có luôn cái nội dung thì phải nói là rất là tuyệt vời. Dạ, rất là tuyệt vời. Ai trừ diệt điều ác, không luận nhỏ hay lớn, đều phục được ác pháp, xin xứng danh là Sa Môn. Ở trong cái câu kệ ngôn này đó, là cái việc Đức Phật Ngài đang nói đến là người không còn ác pháp lớn hay là dù lớn hay là dù nhỏ. Nhưng cái trường hợp mà chúng ta học ở trong cái phần duyên sự đó, liên quan đến tỳ khưu hát tất cá, đặt nặng là cái sự nói dối. Đặt nặng ở trong cái việc mà ác pháp ở đây Đức Phật Ngài muốn ám chỉ, Ngài muốn dạy cho cái vị tỳ kheo hát tất cá hay là các vị tỳ kheo xung quanh đó, là cái việc nói, không nói dối, phải nói cái điều sự thật. Đúng ra đó, khi mà chúng ta học học về ngũ giới đó, khi mà nói về cái việc mà là con xin thọ trì là kiên tránh sự nói dối đó, Musawa Dawe Ramane Sikha Padang Samadhiyami, thì đúng ra cái điều này chúng ta cần phải mở rộng thêm về cái khẩu nghiệp, chứ không riêng vì nói dối. Bởi vì cái khẩu nghiệp á, cái nói dối á, nó là một phần của cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp mà chúng ta không có gìn giữ được tốt đẹp đó, liên quan đến cái nói dối nè, liên quan đến cái nói lời ác độc nè, nói mà người ta về ngủ không được, nói mà người ta tức đỏ mặt tía tai, nói mà người ta phải học mắt chào đẻ, là chúng ta đã từng nghe, đã từng nói và chúng ta đã từng chứng kiến rồi.
một cái lời nói ra mà cái đối phương hay là cái nạn nhân phải tức mà không làm gì được. Rồi cái lời nói nó liên quan đến là chia rẽ. Một cái lời nói ra khiến cho cái người A và cái người B đang thuận hòa, đang có cái tình cảm, khi mà nghe cái lời nói của mình thì họ nghi ngờ lẫn nhau. Họ nghi ngờ từ cái việc ít, cái việc nhỏ cho đến cái việc lớn, rồi họ mất cái niềm tin. Đó là cái lời nói chia rẽ. Cái lời nói chia rẽ. Cho nên cái lời nói trong cái khẩu nghiệp nó nhiều thứ lắm, mà mình cần phải tìm hiểu kỹ để mà chúng ta gìn giữ cái khẩu nghiệp. Cái khẩu nghiệp của mình mà gìn giữ không được đó, cái khẩu nghiệp ở đây nó không chỉ là cái việc mà liên quan đến cái miệng, tức là chúng ta nghĩ đến cái miệng thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái việc ăn uống, nhưng mà cái khẩu nghiệp ở đây nó còn liên quan đến cái việc mà từ cái miệng nó phát ra âm thanh, và từ cái miệng đó khi mà phát ra âm thanh nó còn dính liền với cái tư tưởng nữa. Cho nên chúng ta phải tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân và nó xuất phát. Chúng ta sửa là sửa cái nguyên nhân, chỉnh đốn là chỉnh đốn cái tư tưởng, chỉnh đốn cái khuynh hướng của mình đó. Không có được, mình kìm được, quen rồi thấy hoặc là bực là chúng ta phát ngôn. Nhưng mà tu tập là sửa đổi để chỉnh lại cái tư tưởng, kìm lại cái khẩu nghiệp ác của mình. Cái khẩu tai hại lắm. Một cái người mà nói dối á, thì cái điều trước tiên đó là đánh mất cái lòng tin của những người xung quanh. Nói dối một lần, hai lần thì người ta còn có thể người ta tin tạm thời. Nhưng mà đến lần thứ ba, lần thứ tư thì cho dù là có biện minh, có chứng minh như thế nào đi nữa thì người ta cũng không tin. Và đặc biệt đó là người ta sẽ không có thể kết giao hoặc là bàn những công việc lớn hay làm ăn chung. Đó là cái tác hại rất là to lớn của cái người hay nói dối. Còn cái người mà cọc cằn, hung dữ, nó ác độc, nói lời chia rẽ thì phải nói rằng rất là cô đơn. Bởi vì không ai muốn giao du, không ai muốn tiếp xúc. Và những người đó, thưa quý vị rằng chúng ta có thể nói rằng là chỉ có một lúc, một thời. Quý vị để ý xem, những người mà có cái miệng lưỡi mà hung dữ, ác độc đó, một lúc, một thời là sao? Chửi người khác được, mắng nhiếc người khác được, nhưng mà khi mà gặp cái người cao tay hơn, hoặc là sau một thời gian đó, thì không còn khả năng để mà mắng chửi nữa. Lúc đó là có thể là bị tự ti, có thể là bị kinh tế, có thể là bị nghiệp nó trổ, cho nên người đó mất cái lòng tin người xung quanh, và cái lời nói của họ không còn một cái giá trị nào hết. Và dần dần họ bị những cái người xung quanh họ coi thường. Thì phải nói là chỉ có một lúc, một thời thôi, và nó nhanh lắm, nó rất là nhanh tàn. Đối với những người hay nói dối, hay nói lời đâm thọc, hay nói lời ác độc, hay nói lời chia rẽ. Cho nên khi mà xây dựng cái lòng tin, xây dựng cái phẩm chất, phẩm cách của một con người đó, nhất là các bạn trẻ mà hay đi chùa trong nhóm Asoka, thì các sư cũng rất là quan trọng trong cái việc mà đưa ra những cái cách giáo dục về cái lời nói, cho các bạn thấy rằng sống ở trong cái cuộc đời mình không phải chỉ là công dân tốt, kiếm tiền giỏi, mà mình cần phải hiểu cái phẩm chất, đạo đức, cũng như là cái nhân cách của một con người nó xuất phát từ cái việc gì, và tại sao có người thì có mà có người thì mất. Cái lý do tại sao
sao là như vậy? Khi mà mình hiểu đó, mình sẽ củng cố cũng như là không có bị đánh mất. Cái câu kinh Pháp Cú này Định Đạt nói lặp lại, đó là Đức Phật Ngài nói về cái nội dung còn các cái điều ác lớn hay nhỏ mới xứng danh là Sa Môn. Và đặc biệt trong cái nội dung các điều ác lớn nhỏ, Đức Phật Ngài đang nhấn mạnh đó là cái lời nói dối của Tỳ Khưu, là Tỳ Khưu Hát Tất Cá không có cái thiện chí hay là không có thiện chí để mà xiển dương Phật Pháp. Nhưng mà dùng cái cách này thì hoàn toàn Đức Phật Ngài không có đồng ý. Dùng cái cách mưu mẹo, lường gạt, hứa rồi không thực hiện, dùng cái lời nói khác, giả dối để mà chiếm cái phần ưu thế đối với những cái cuộc tranh luận, thì Đức Phật Ngài hoàn toàn là không có đồng ý. Cho nên Ngài mới đưa ra cái vấn đề đó là ngăn cấm các cái vị tỳ kheo nói dối. Thì thưa quý vị rằng trong câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 265 cũng như là 264 liên quan đến vị tỳ kheo Hát Tất Cá, có cái duyên sự cũng như là ý nghĩa tình đề xin được trình bày trong ngày hôm nay, đến đây xin được kết thúc. Dạ, xin được tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay. Xin kính chúc Chư Tăng và tất cả quý vị luôn được sự khinh an, đạt thành sở nguyện. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thay, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Tịnh, con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung mít tư. Bhavantu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sabba buddhanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sabba dhammanu bhavena sada soti bhavantu te. Bhavantu sabba mangalam, rakhantu sabba devata, sapa sangha nu bhavena sada soti bhavantu te. Sathu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức đã vào trong chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Và đề qua ta san ti vi ha ra wa si ni phu pe ga re mu thi ga re ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu cu chi ta sot thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bit ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sapa puta suhita pawan tu te cha lam bu cha ye pi chan da sam ba wa sam se da cha ta a tha
โอปัญญานิกังบาติจาเตดุขคะคารันตุสังฆายังทาตุจิรังสาตังธัมโมธัมมาทาราจะพุทธกาลาสังโฆตุสามะโกวะอัตถายาจาหิตายาจาอัมเหราคันตุสัทธัมโม Sappepi dhammacarino uttim sampapuniyama dhammariya pavedite. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cấm dân xin xuất.